phải mất hàng trăm nghìn năm để tạo thành một hang động, nhưng chỉ mất vài giây để mất đi cuộc sống của một ai đó, và khi điều đó xảy ra, nó có thể là một thời gian dài trước khi họ có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Số 5. Tại sao không có đầu? Một cô gái trẻ đang ghi lại cảnh đẹp khi cô ghé thăm vào trong các hang băng giá sâu bên trong một ngọn núi, thì cô bắt được tiếng thét kinh hoàng phát ra từ nhóm du lịch từ phía trước. Một thời gian ngắn sau, hình bóng kỳ lạ này được nhìn thấy. Someone climbing up the wall. It's an iceman. It's a ghost. Jesus, what is that? Tôi đã gần như chắc chắn rằng đây chỉ là một con nhái hoặc con ếch, nhưng tôi nhớ rằng họ đang ở trong hang băng giá. Theo như tôi biết, không có loài ếch máu lạnh nào có thể sống sót ở nhiệt độ băng giá mà không bị đóng băng, và bên cạnh đó, tôi không nghĩ một nhóm người sẽ hét lên một cách ngẫu nhiên chỉ vì một động vật lưỡng cư. Hơn thế nữa, có vẻ như là sinh vật hình người phát sáng màu xanh, dường như nó không có cái đầu. Tôi chỉ có thể tưởng tượng cảnh này sẽ trông giống như thế nào nếu đây là một người. Số 4. Quỷ Satan là ai? Bốn người đàn ông ở đây đã có kế hoạch khám phá một loạt các đường hầm bên dưới một thành phố. Ngày xưa, thành phố này là trung tâm của ngành khai thác gỗ và xay bột mì. Các đường hầm được đồn đại là nó sẽ dẫn đến một nơi là hang động của quỷ Satan mà chưa có bất kỳ ai đã từng được nhìn thấy trước đây. Nhóm bạn bè tiến dần sâu vào hơn bên trong, và càng là những nơi bẩn thỉu hơn, họ phải lách người qua những khe hở hẹp. Đôi khi họ leo qua các cửa của đường hầm, gần như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, chỉ để xem những gì tiếp theo. Chẳng mấy chốc, các bức tường gạch nhường chỗ cho những viên đá màu xám mịn màng, gần giống với sự ghê sợ nhất của một hang động. Khi họ nhìn thấy những khuôn mặt nổi được khắc trên tường, họ biết rằng họ đang đi đúng đường. Nó chắc chắn là một cảnh rất đáng sợ. Các bức tường được bao phủ bởi hàng tấn các hình vẽ ghê sợ. Điều đó có nghĩa rằng rất có thể hàng triệu người đã từng ở đây. Sau một thời gian, họ tìm thấy một đường hầm bên dưới không được đánh dấu và chưa được khám phá, rồi họ phải bò để tiếp tục. Đó là một thời gian dài trước khi họ vấp ngã, họ gặp đúng cái miệng hẹp của Satan. Họ đi sâu vào hơn nữa thì thấy một căn phòng chật chội. Tình hình trở nên khó khăn hơn khi họ nhận thấy cái lỗ trên tường quá hẹp để chui qua. Tiếp đó, họ thấy một cái lỗ ở bên trái dẫn thẳng xuống bóng tối. Mọi người đều cảm thấy có một cảm giác khó chịu về việc đến gần cái hố sâu đen tối này, và họ quyết định quay ngược trở lại. Đánh giá từ biệt danh của hang động, tôi thực sự không muốn xem bất kỳ điều gì ở cái lỗ cuối cùng. Số 3. Con nhện này ở đâu? Một người đàn ông đang ở sâu trong một hang động ở đất nước nhiệt đới của Lào, thì anh ta bắt gặp một loài nhện khổng lồ đang bò trên vách đá màu xám. Anh mô tả rằng con nhện này bằng kích thước của một chiếc bánh mì được xếp chồng đầy đủ với rau và thịt. Đôi mắt của nó đủ lớn để phản chiếu lại ánh sáng của máy ảnh, giống như đôi mắt của một con mèo, sinh vật to lớn mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Cuối cùng, sinh vật lao vào bóng tối với tốc độ rất nhanh và không bao giờ anh được nhìn thấy nó một lần nữa. Theo như mô tả, nhiều người xem đã chắc chắn rằng đây là một con nhện săn khổng lồ, dường như nó sẽ cắn nếu anh ta không phát hiện ra. Bạn đã bao giờ gặp phải một loài nhện to như thế này ở đâu chưa? Hãy cho tôi biết nhé! Số 2. Quả cầu siêu nhiên. Một người đàn ông và nhóm của mình đang tiến hành một cuộc điều tra huyền bí trong hang động nổi tiếng được cho là bị ma ám. Hang động ngầm có vị trí nằm trong vùng hoang dã ở Colorado. Dường như mọi thứ ở dưới đó hấp dẫn với họ, và họ không thể chờ đợi cho đến khi chuẩn bị xong tất cả các thiết bị để bắt đầu. Không ai trong số họ nghe thấy tiếng ồn cho đến khi họ xem xét đoạn video. Họ phát hiện thấy một âm thanh kỳ lạ, nhưng họ chưa dám chắc chắn đó có phải là huyền bí hay không. Rồi đến khi một thời gian ngắn sau đó, họ phát hiện được hai quả cầu sáng trong khi đi bộ theo sau tiếng hét đó. Is there anybody in this part of the cave here with me?
Điều kỳ lạ là quả cầu sáng đó biến mất khi họ soi đèn pin đúng chỗ của nó. Không có lý do gì để một vật thể đột nhiên ngừng phản chiếu ánh sáng khi họ soi đèn pin vào, đặc biệt là khi nó chỉ phát sáng trong 2 giây trước đó. Theo tôi, nếu đây là sự phản chiếu của một vật thể thì nó sẽ chiếu sáng mạnh hơn khi họ soi đèn pin đến nó, và nó sẽ không biến mất hoàn toàn như vậy, khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Trước khi đến với số 1, tên tôi là Cảm Giác Lạnh, và tôi hy vọng bạn thích bài tường thuật của tôi. Trong thực tế đã được chứng minh rằng sự hào phóng làm cho bạn trở thành một người hạnh phúc hơn. Vì vậy, nếu bạn đủ rộng lượng, hãy nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới mỗi ngày, và cùng hãy cho tôi được biết nhé. Cảm ơn bạn.